Xin chào tất cả các em lại đến với kênh Bé Út Chibi. Và video ngày hôm nay chị xin mời tất cả các em hãy cùng với chị chúng ta vào một cái video rất là đặc biệt. Đó là video chị sẽ hướng dẫn các em vẽ trang trí hình vuông nha. Vì chị thì không có biết làm cái gì nhiều, nhưng mà sắp tới kỳ thi của các em rồi thì chị chỉ mong rằng có thể gợi ý cho các em một chút xíu gì đó và về vẽ thôi. Chị không phải là họa sĩ, nhưng mà chị cũng có tấm lòng muốn gửi đến các em video này, thì mong rằng các em sẽ thích nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vẽ video trang trí hình tròn lộn hình vuông. Và đầu tiên chị sẽ có một cây thước ha, chị sẽ vẽ là 8 ô ly nha mấy em. Đó. Và do là hình vuông cho nên là chị sẽ vẽ tất cả các cạnh đều là 8 ô ly hết ha, ngang dọc luôn. Như vậy là chị đã vẽ được cái hình vuông ha. Sau đó thì chị sẽ vẽ cái cạnh, cái đường chéo nè, bằng viết chì nha mấy em, bằng viết chì. Đó, đặng có gì một hồi nữa mình thích thì mình sẽ bôi nó đi nha. Chị sẽ vẽ cái đường xéo như thế này. Đó. Sau đó thì lại vẽ tiếp tục những cái đường ngang như thế này nha, vuông góc ha, những cái đường thẳng vuông góc. Rồi. Đây luôn. Những cái đường thẳng song song với nhau nha các em. Nè, nó sẽ song song với cái đường ở phía trên. Đó. Nãy chị quên kiểm tra rồi. Như vậy là được một cái hình giống như cái bàn cờ rồi ha. Tiếp đến thì chị lại tiếp tục vẽ vát xéo như thế này nha, cũng vẽ bằng bút chì luôn. Rồi. Vẽ bốn cạnh luôn nha. Đó. Tiếp theo thì chị sẽ chấm ha, bốn cái điểm này bằng nhau. Đó. Bằng nhau hết ha. Rồi bây giờ chị sẽ vẽ những cái hình tròn. Này các em xem nè, những cái hình tròn như thế này. Đó. Lên một cái nữa nha. Đó. Rồi, sau đó thì mình sẽ tiếp tục vẽ ở bên đây. Chị chấm nhưng mà chị lại vẽ không khớp rồi. Đó. Chị chấm nhưng chị vẽ không khớp lắm, kệ nó ha. Nha. Thôi kệ, chị cứ hướng dẫn các em vẽ cho nhanh nha. Tiếp đến nè, các em xem nè, mình sẽ vẽ như thế này. Ha. Nhọn. Phình ra. Và thêm một lần nữa nha. Y như vậy luôn. Đó. Và như vậy luôn ha, chúng ta sẽ vẽ bốn cạnh luôn. Đó. Hở ra một chút ha. Cố gắng vẽ cho đều tay nha mấy em. Đó. Hoặc các em có thể dùng giấy scan cũng được, nhưng mà mình vẽ luôn. Chị vẽ luôn. Biết là có bạn nào thi môn mỹ thuật này không ta? Đó. Như vậy là chị đã vẽ xong cái hình cơ bản ha. Tiếp theo thì chị sẽ vẽ cái hình như thế này. Đó, canh ở chính giữa nha mấy em. Chính giữa nè. Đó, mình vẽ xuống. Cũng là chính giữa luôn ha. Và chị lại tiếp tục vẽ hai nét.
Đó, bên đây cũng vậy luôn. Hồi nãy giờ chị vẽ, chị quay giấy vòng vòng hết, chắc các em chóng mặt lắm đúng không? Bây giờ thì chị không quay giấy nữa. Chị sẽ cố gắng chị vẽ luôn. Quay giấy thì nó dễ hơn, nhưng mà nhìn chắc là chóng mặt đúng không? À, chỉ là một gợi ý thôi nha, chứ cũng nhiều khi các bạn vẽ còn đẹp hơn chị nữa đó. Rồi ha, sau đó thì chị sẽ vẽ những cái hình như thế này đó. Mình sẽ trang trí thêm vô nha. Tất cả đều y như nhau hết nha các em. Rồi, sau đó thì sao nữa ta? À, sau đó thì mình sẽ trang trí bốn cái góc còn lại ha. Và chị đã quyết định rồi. Ngày hôm nay chị vẽ toàn là sọc đôi hết. Và bây giờ chị sẽ vẽ là nó như thế này đi. Đó. Nha, ngày hôm nay thì chị sẽ vẽ toàn sọc đôi hết. Rồi, cái này thì chị sẽ vẽ lên như thế này ha. Sau đó thì chị sẽ vẽ là cái trái tim. Các bạn nào biết kênh vẽ mới của chị chưa? Đó chính là kênh Rose Channel. Như vậy là đã xong cái góc rồi nha. Và bây giờ những cái góc bên đây thì chị cũng sẽ vẽ tương tự. Cố gắng cho đều tay ha. Còn hơi hơi đều cũng được. À, hơi hơi đều như chị thôi ha, chị cũng không phải là đều lắm. Lâu rồi chị không có vẽ trên kênh bé Út Chibi đúng không? Bởi vì chị có một kênh vẽ mới á. Hình như là càng lúc chị vẽ nó càng nhanh hơn á mấy em. Bởi vậy người ta nói cái gì cũng vậy ha, trăm hay không bằng tay quen. Mình vẽ lần đầu thì không đẹp, mình sợ nó xấu. Mình vẽ riết thì nó sẽ quen cái tay và nó sẽ đẹp hơn. Đó, như vậy chị đã vẽ xong. Và bây giờ chị sẽ tô cái màu vàng này ở trong cùng nha mấy em. Đó, chị sẽ tô cái màu vàng. Đó. Nó có cái nền đen cho nên cũng hơi dễ tô một chút ha. Sau đó chị sẽ tô cái màu cam này nha, cái màu cam nè. Đó, chị sẽ tô nó ở bên ngoài. Tiếp đến thì cái lớp này chị cũng lại tô màu vàng luôn. Nha. Các em có thể tô màu khác chị nha. À, các em có thể tô màu khác chị, hoặc là lấy một hai nét thôi, còn lại thì khác. Mình sẽ tô bốn cánh luôn nha. Tiếp theo thì chị lại tô tiếp tục cái viền màu cam ấy em. Rất là dễ đúng không? Công nhận là cái bài vẽ này là dễ nhất luôn á. Màu sắc là hả, cực kỳ dễ luôn nha. Rồi các em cũng tô như vậy cho hết. Và bây giờ chị sẽ dùng màu xanh lá ha, để chị tô tô cái này nha. Chị sẽ tô màu xanh lá, bốn cánh đều giống nhau hết nha mấy em. À, vẽ cho đều màu ha.
Và chị sẽ lấy màu vàng ha, để tô cái phần phần bìa của cái lá. Đó, chỉ có 3 màu thôi đúng không? Nãy giờ chỉ có 3 màu thôi. Và những cái này chị cũng tô là màu vàng luôn nha mấy em. Đó, bữa nay màu sắc rất là đơn giản ha, chỉ cần chúng ta xen kẽ màu thôi. Tiếp đến chị sẽ dùng cái màu tím ha, để tô phía bên ngoài nè mấy em. Đó nha, mình sẽ tô của cái phía, chị sẽ chỉ tô kỹ hơn ở một cái ô. Đó, tức là mình sẽ tô như thế này. Rồi, hồi hộp quá, chị cứ sợ nó bị lem. Chị cứ sợ nó bị lem không? Rất là hồi hộp luôn. Có bạn nào mà vừa tô vừa nín thở như chị không? Cố gắng nói mà nín thở luôn á. Rồi nha, như vậy các em sẽ tô y như vậy luôn nha. Tiếp theo thì chị sẽ tô màu hồng nha. Chị sẽ tô màu hồng. Hai màu này nó hơi giống nhau do cây bút lông của chị á. Lông của chị màu nó đậm quá. Nó chỉ có nhiêu đó màu thôi, chứ thí dụ nếu được thì mình sẽ chọn những cái màu nó lợt hơn một chút, đúng không em? Đặc biệt mà nếu chúng ta vẽ trên cái phần mềm á thì nó sẽ có rất là nhiều màu để chọn, còn ở đây thì chỉ có mấy màu thôi. Và như vậy luôn nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lại tô màu vàng nha, vì cái màu hồng á đi với cái màu tím á, do cái bút màu này nó chỉ có một màu thôi cho nên nó hơi tối đúng không em? Theo như chị là giữa hai màu này nè, nó hơi tối một chút xíu, nhưng mà cây bút của chị thì nó chỉ có như đó màu thôi. Rồi ha, bên đây và bên đây y vậy luôn. Tiếp theo thì chị sẽ vẽ màu cam ở đây nha, vẽ mấy bên kia luôn. Tiếp theo thì sẽ là cái màu hồng ha, chị tô cho cái nhị trong cùng luôn nè. Màu tối quá, màu hồng nãy tối quá. Rồi bên kia luôn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tô màu xanh nha. Đó, chúng ta sẽ tô màu xanh nữa là xong rồi đó mấy em. Như vậy là video của chúng ta đã kết thúc cái phần vẽ trang trí hình vuông rồi. Chị hy vọng rằng các em sẽ thích nha. Mai mốt thì chị sẽ tiếp tục hướng dẫn thêm ở trên kênh Bé Út Chibi, để cho các bạn nào mà không tìm thấy kênh Pro Channel á thì có thể xem trực tiếp ở trên kênh Bé Út Chibi luôn ha. Mình có thể xem trên Bé Út Chibi. Như vậy là chị đã tô xong rồi. Tuy nhiên sau khi tô cái màu nâu, màu xanh này lên nè, chị thấy nguyên bức tranh của chị tự nhiên nó thành xanh lét luôn rồi. Đó, và chị muốn thay đổi một chút xíu ha. Các em có thể vẽ như thế này nha, nhưng mà các em cũng có thể thay đổi và đây là cái cách để chị hướng dẫn các em thay đổi nó luôn. Và đây là cây bút màu nâu ha. Chị không có ngần ngại, nếu vẽ sai mà mình không thích thì mình có thể vẽ lại. Và chị tô chồng màu nâu lên trên. Đó, chị sẽ tô chồng màu nâu lên trên nha. Không có việc gì hết nha mấy em, đừng có ngại cái việc đó, mình có thể tô. Tuy nhiên mình phải tô cái màu đậm hơn, và các em phải thật là cân nhắc, nếu không thì nó đen thui lui luôn. Và chị cũng đang rất là hồi hộp, không biết là một hồi chị tô xong thì nó có đen thui lui hay không. Rồi, tiếp tục nha, nó hơi lem một chút xíu. Và như vậy là chị đã tô xong. Tuy nhiên đố có bạn nào giờ thấy điểm khác biệt ở trong cái cách chị tô vừa xong nha, thì cho các em nè, 1, 2, 3. Và bây giờ chị sẽ đưa ra đáp án. Đó là một cái phần tư góc như thế này nha. Thì đây nè, chị xin giới thiệu luôn là như thế này. Đó, và như thế này. Thì là nâu ha. Đó, các em thấy không? Nâu hết luôn nè. Đó, ngược lại thì bên đây nó sẽ có một ít màu xanh thì chừa lại. Đó, và đó là tạo nên cái sự khác biệt giữa hai bên.
Đó, cũng là một cách của chị trang trí hình vuông đúng không? Đâu nhất thiết là phải đồng nhau. Đó, các em có thể lựa theo mẫu, ví dụ như là có thể là tô nâu hết, hoặc là có thể tô như thế này, hoặc là có thể tô theo cái màu nào đó theo ý của các em đúng không? Đó, và bây giờ chị sẽ làm cho nó khác hơn luôn. Ví dụ như là đã chia ra làm một nửa rồi đúng không? Thì bây giờ chị sẽ cho là nửa bên đây. Mình cứ việc sáng tạo nha mấy em. Ý của chị á không phải là cái gì hết, nhưng mà chị muốn cho các em thật sự sáng tạo và có thể hài lòng với cái tác phẩm của mình. Nếu như vẽ sai thì các em có thể vẽ lại nữa, không có gì phải ngại hay là buồn hết nha. Và đó là nửa bên kia và nửa bên đây. Có thể là nửa bên đây chị sẽ cho nó là hình cái lá luôn. À, vẽ là do mình mà đúng không? Mình muốn vẽ như thế nào thì mình vẽ. Và để tách biệt hai bên luôn thì chị lại có thể vẽ như thế này nữa nè mấy em. Màu tím nè ha, chị tách nó ra làm đôi luôn. Đó, sau đó thì chị sẽ vẽ nó như thế này. À, như thế nào ta? Vẽ nó như thế này. Đó. Đúng không? Và đó là quyền của chúng ta. Chúng ta muốn vẽ như thế nào đó là quyền của chúng ta. Như vậy là hai bên đã rất là khác nhau rồi đúng không em? Đó. Và bây giờ mình sẽ cùng thử nghiệm nha. Mình sẽ thử nghiệm là mình gấp nó lại luôn. Mình sẽ nó gấp nó lại nè các em. Đây, chị sẽ để cái thước ở đây ha. Nè, một cái làn xéo chính giữa nè. Sau đó thì chị sẽ gấp nó lại nha. Và bây giờ chị sẽ gấp ngược nó lại. Và các em có thể trang trí hình vuông theo cái nửa như thế này ha, theo một cái vành khăn đó, theo một cái góc khăn như thế này, hoặc là các em có thể trang trí một cái nửa như thế này đó. Thì chị tạm đặt đây là nửa số 1 đó nha. Các em hãy giờ nghĩ ngắm cho kỹ nha, đây là một cái giống như là cái vạt khăn á, bên số 1 rồi. Sau đó thì một nửa vành khăn bên đây sẽ là số 2. Thì các em xem coi là bên nào thì sẽ đẹp hơn. Đó, một nửa nè. Nửa bên đây nè, thấy khác biệt không? Rồi, bây giờ chị sẽ phân nó ra. Đó. Cái này là chị có hai gợi ý cho các em luôn đó. Chị sẽ vẽ nó lên. Đó, như vậy là các em đã có thể hình dung được cái việc chúng ta đang tách nó ra làm đôi như thế nào đúng không? Đó, và không biết là các bạn sẽ thích bên nào hơn nha, bên số 1 hay là bên số 2. Đó, và video của chị thì đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau nha. Bạn nào thích thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ video cho các bạn cùng xem và đừng quên đăng ký thành viên trên kênh Bé Út Chibi, hoặc có thể là tìm kênh R Channel là kênh chuyên về vẽ của chị đó. Trên đó có rất là nhiều video vẽ nha các em. Cũng có trang trí hình vuông và hình tròn luôn. Và có rất là nhiều hình vẽ về công chúa, thời trang vân vân. Còn bây giờ thì bye bye, chúc các em thật là vui và có thêm được nhiều ý tưởng để vẽ nha.